Xin chào anh chị, em là Thu Nhiên bên nhà đất Hoàng Trang. Thì hiện tại là em đang ở xã Long Vĩnh của huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Thì ở trên mặt tiền đường bê tông này nè anh chị, có một miếng đất đang bán. Tổng diện tích đó là 1.031 m², chủ kêu giá là 1.150 tỷ. Giá cả thì mình sẽ gặp trực tiếp với chủ để thương lượng luôn ha. Thì để em sẽ giới thiệu cho anh chị xem nha. À, nhưng mà trước tiên á, đường trước đất mình á, anh chị xem nè, nó đường này là đường bê tông 2m nha. Nhưng mà đường này á, thì em thấy là xe máy mình đi được, với lại mà xe ba gác mà chở vật liệu á, thì mình đi được nha. Còn xe ô tô là mình đi không được, tại vì đường em thấy á, là anh chị xem nè, đường là do là rong nó trơn nè, với lại mấy cái cua quẹo nó hơi gắt á, cho nên là ô tô mình đi nó hơi khó, mình chỉ có thể đi xe máy thôi, hoặc là xe ba gác chở vật liệu á, thì mình có thể đi được thôi. Đây, đây là con đường của mình nè. Đó, cái cua nó rất là khó cua luôn nè. Mà đường nhựa rất là trơn luôn. Đây. Nhưng mà được một cái là đường thông nha. Đó. Dân cư xung quanh rất là đông luôn ha. À, nếu mà tính ra cái hướng ở bên đây là mình, nếu mà xe ô tô mà 4 chỗ gọn gọn mình vô được nè anh chị, là cái hướng ở bên đây nè. Em thấy đường cũng khá là rộng rãi luôn á. Xe mà 4 chỗ nhỏ nhỏ mới vô được nha. Còn xe mà lớn lớn là vô không có được. Đó, hàng xóm của mình cũng khá là đông luôn ha. Đây. Đường này là đường trên sổ là nó cũng có thể hiện đường đi luôn nha. Đó. Thì miếng đất mà hôm nay em giới thiệu cho anh chị á, là cái miếng đất ở bên đây nè. Đó. Cái hướng ở bên đây á, mình đi ra khoảng 170m thôi là mình sẽ tới đường lộ nhựa. Thì ở đây là mình gần với chỗ chợ Long Vĩnh á. Thì từ đây mà mình đi ra tới chợ Long Vĩnh á, là tầm khoảng 170m đến 200m thôi. Một lát nữa em sẽ mở cái định vị lên để cho anh chị xem ha. Thì miếng đất mà hôm nay em giới thiệu là miếng đất ở bên đây nha. Tổng diện tích là 1.031m². Thì trong đó, đây em sẽ cho anh chị xem cái sổ luôn nha. Đây, 1.031 m², đất trồng cây lâu năm, đó. Thì qua bên đây, đó, qua bên đây là tới cái, đây, đây là miếng đất của mình. Mặt tiền bề ngang á, mặt tiền bề ngang đường bê tông là 19m97, hậu của mình là bị teo hậu nha, hậu là còn 13,2m nè. Đó, còn chiều dài bên đây là 61m2, còn chiều dài ở bên đây là tới 72m lận ha. Đó, thì tổng diện tích là 1.031m² nha. Chủ kêu giá là 1.150 tỷ. Giá cả là mình sẽ gặp trực tiếp chủ để thương lượng luôn. Thì trong đó bề ngang á, để em xem nha. Bề ngang 19m9 á, là mình sẽ được tính từ ngay chỗ cái đây. Cái ranh giới là ngay chỗ cái mí mương này nè. Mình sẽ chạy dài qua tới cái mí hàng rào ở bên đây. Đó, để em sẽ đi qua đây ha. Đây, 19m97 là mình sẽ tới ngay chỗ cái mí hàng rào ở đây. Đó, còn chiều sâu vô á, thì một bên là 61, bên đây là 61m2 nè, còn ở bên kia là 72m á. Đây, bây giờ em sẽ đi vô trong đất cho anh chị xem nha. À, cái ranh giới của mình chiều dài là nó tới khoảng cái cây dừa ở dưới đây nè anh chị. Đó. Dạ, dạ con cảm ơn. Dạ. À, đất của mình á thì là đất trống, do là không có sử dụng á cho nên là lâu ngày cỏ nó mọc rất là nhiều luôn. Trong đất là xung quanh là có được mấy cây dừa anh chị xem nè. Đó, chỉ được mấy cây dừa thôi. Còn đất á, thì cỏ nó mọc tùm rất là nhiều luôn ha. Thì cái này về là anh chị phải dọn dẹp cỏ đi nè, để cho nó trống trải, cái mặt bằng đất của mình nó đẹp hơn ha. Bây giờ thì cỏ tùm lắm, em không có thể đi xuống ở phía sau đất cho anh chị xem được. Thì ranh giới á, là nó tới ngay chỗ cái cây dừa ở dưới đây nha. Đó, thì
tổng diện tích là 1031 m², ngang là 19m97, hậu là 13m2, còn chiều dài một bên là 62, một bên là 72 nha. Đó, thì cái này mai mốt mình dọn dẹp ranh, mình dọn dẹp cỏ đi á, mình sẽ đi xuống phía sau được ha. Còn bây giờ thì cỏ âm tùm không có đi được rồi. Để em sẽ lên em mở định vị cho anh chị xem nha. À, đất của mình á, được một cái nha anh chị, là vị trí ở đây rất là đẹp luôn. Từ đây mà anh chị đi ra tới chợ của xã Long Vĩnh á, là có tầm khoảng 200m đổ lại thôi nha. Mà dân cư ở đây thì lại rất là đông luôn. Nhưng mà chỉ bị một cái là do là không có người chăm sóc á, cho nên là cỏ nó lên hơi âm tùm. Nếu như mà ở đây mà mình dọn dẹp đi á, là cái miếng đất này của mình ở đây rất là đẹp luôn á. Dân cư đông nè, ha, sát bên chợ, sát bên trường học luôn, ngon lành luôn. Đó, đường ô tô là 4 chỗ vô được. Thì đất của mình là đường thông nó có hai hướng vô, một hướng là xe máy, còn một hướng là xe ô tô 4 chỗ nha. Xe ba gác đồ đi được á. Rồi em sẽ đi lên em mở định vị ha. À, em cho anh chị xem con gà nó đang đẻ trứng ở trong bụi nè. Đó, đố anh chị thấy cái trứng gà đâu. Nè, cái hướng ở bên đây là đường xe máy nè anh chị. Đó, cái đường nó hơi nhỏ hơn. Mà do là trời mưa á, cái mấy cây dừa nó cao, cái nó bị che mất cái ánh nắng đi, đường nó không có khô á, lâu ngày cái nó đóng rong, cho nên là mình chạy xe rất là nguy hiểm luôn. Thì khi nào mà anh chị có đi xem á, anh chị chạy xe cẩn thận nha. Thì đất của mình là nằm ở hướng Tây Bắc nha anh chị xem nè. Đó, đất của mình, à đất của mình là nằm ở hướng, à sao nó chạy tùm lum vậy. Đây, đất của mình là nằm ở hướng Tây Bắc nha. Đó. Anh chị xem nè. Thì cái nút màu xanh xanh là vị trí mà em đang đứng nè. Đó, thì kế bên mình là Ủy ban Nhân dân của xã Long Vĩnh nè. Đó, ở đây là có chợ, có trường học luôn. Để em sẽ phóng lên cho anh chị xem nha. Đây, chợ Long Vĩnh nè, cửa hàng vật liệu xây dựng, cà phê, quán nước đồ nè. Đó, ở bên đây là Ủy ban xã Long Vĩnh nè, trạm y tế đâu nè ha. Đó, đi dài dài lại đây là có quầy thuốc tây luôn. Ở đây là dân cư cũng khá là đông luôn. Bên đây á, thì có bưu điện luôn nè. Đó, dân cư khá đông nha. Đây, xung quanh đất mình là hàng xóm cũng rất là đông nè. Nhà thì cũng san sát nhau thôi ha. Ngon lành luôn. Đó. À, thì ở đây á, là mình sẽ gần với thị trấn Vĩnh Bình, cho nên là em sẽ xem thử nha. Từ vị trí đất của mình á, mình về tới ngay chỗ thị trấn Vĩnh Bình á, là 6,1 cây số nè. Đây anh chị xem, thị trấn Vĩnh Bình 6,1 cây số, mình đi xe 10 phút là mình sẽ về tới thị trấn Vĩnh Bình nha. Đó, còn mà từ vị trí đất của mình á, mà mình về tới em sẽ xem thử, từ đây mà về tới thành phố Mỹ Tho á, trung bình á, là khoảng 34 cây số. Nó thành phố Mỹ Tho 34 cây số, đi xe 53 phút là mình sẽ về tới thành phố Mỹ Tho nha. Còn từ đây mà mình về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh á, là 61 cây số. Đây, bến xe miền Tây 61 cây số, mình đi xe là 1 tiếng 30 phút. Còn từ đây á, mà mình về tới ngay chỗ em sẽ xem tới ngay chỗ thị trấn Chợ Gạo đi ha.
Từ đây mà về tới thị trấn Chợ Gạo á là khoảng 19 cây số, mình đi xe là 30 phút là mình sẽ về tới thị trấn Chợ Gạo nha. Rồi thì em xin nhắc lại ha, đất của mình á là thuộc về xã Long Vĩnh của huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Đất là nằm trên mặt tiền đường bê tông công cộng 2 m. Đường này là đường thông luôn ha. Có hai hướng vô, một hướng là đường xe máy, một hướng là đường xe ba gác, xe ô tô 4 chỗ nhỏ nhỏ ha. Thì tổng diện tích là 1031 m², trong đó mặt tiền bề ngang là 19 m 97, còn hậu là 13 m 2, chiều dài là một bên 62, một bên là 72 nha. Chủ kêu giá là 1 tỷ 150, giá cả là mình sẽ gặp trực tiếp với chủ để thương lượng luôn. Thì ở đây á, trung bình mà mình cách đường lộ nhựa, mình cách chợ Long Vĩnh á, là trung bình là khoảng 200 m, mình đi xe là khoảng 2 phút 3 phút là mình sẽ ra tới chợ thôi. Xung quanh đây là dân cư cũng rất là đông luôn. À, để em sẽ mở thử chữ trường học lên cho anh chị xem nha. À, trường học á thì em thấy là mình sẽ đi trường học Long Vĩnh á. Thì em thấy cái hồi mà em đi á là em thấy có trường tiểu học nè, rồi trường trung học nữa. Đây, để em sẽ mở lên cho anh chị xem cái trường học nằm ở đâu nha. Cái điện thoại này của em 3G nó yếu, em mở nó không lên anh chị ơi. Đó, thì ngay chỗ mà từ đây mà anh chị đi ra tới chợ Long Vĩnh á, anh chị chạy thêm tầm khoảng một cây số đổ lại nữa thôi là mình sẽ tới trường học, à, trường tiểu học với lại trường trung học cơ sở của Long Vĩnh á. Còn không thì anh chị có thể đi vô trong thị trấn Vĩnh Bình cũng được. Thì ở thị trấn Vĩnh Bình á là nó sẽ có đầy đủ tiện ích tiện nghi luôn nha, như là chợ, trường học nè, rồi nhà văn hóa hay là công viên, bệnh viện đồ đó, trạm y tế đồ nè ha, siêu thị đồ là có đầy đủ luôn nha. Thì trung bình á mà mình đi ra tới đó là khoảng 9 phút thôi là mình sẽ tới của thị trấn Vĩnh Bình nha. Rồi thì anh chị nào mà quan tâm tới miếng đất này á thì liên hệ cho bên chị Huyền Trang, tụi em sẽ dẫn đi xem đất nha, mình gặp chủ đất để thương lượng giá cả luôn ha. 1031 m², chủ kêu giá là 1 tỷ 150 nha, giá cả thì gặp trực tiếp chủ thương lượng. Nó đất thì được mấy cây dừa thôi, xung quanh rất là, nói chung là hơi tùm nha, về là mình phải dọn dẹp rồi. À, đất ở đây á, vị trí rất là đẹp, anh chị chỉ cần dọn cái mặt bằng đi, dọn hết cái đám cỏ này thôi là cái miếng đất của mình khá là đẹp luôn, rất là tuyệt vời luôn ha. Rồi thì cảm ơn anh chị đã xem video của em nha. Nó hàng xóm thì cũng rất là đông luôn ha. Đây nè, hướng này là mình đi khoảng 200 m là mình sẽ tới đường, mình sẽ tới chợ thôi. Nè, em sẽ đi dài dài lại đây cho anh chị xem. Nhà hàng xóm của mình. Ở đây là điện nước wifi có đầy đủ hết luôn nha. Đây, đó, nhà hàng xóm của mình nè. Nói chung ở đây là em thấy là dân cư đông á anh chị, không có vắng nha. Nè, đường đi vô á thì khúc trong trước đất mình á là nó lớn hơn. Ở ngoài đây thì em thấy nó nhỏ hơn nè. Đó, nhà hàng xóm rồi nè, rất là đông luôn ha. Đây nè, đường cong nguy hiểm nè, do là có mấy bụi chuối, mấy cây dừa nè. À, trên đường đi vô á là ở hàng xóm có một cái mã nha, còn trên đất mình là không có nha anh chị. Đây, đây là cái đường đi vô nè. Nhưng mà em nói hồi nãy nó hơi trơn nè, do là mưa á, cái nó không có khô ráo kịp á. Này, đó, dân cư rất là đông luôn. Hình như ngay chỗ đó là trường học đó anh chị. Nó cái lớn lớn đó đó. Rồi thì bye bye anh chị nha.